Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, những năm vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định phải tập trung quán triệt, tổ chức xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt các mặt công tác quốc phòng. Theo đó, những năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các xóm, bản biên giới, tham gia phụ trách hộ dân ở khu vực biên giới, tích cực tham mưu và triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, cùng với nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, thế trận lòng dân khu vực biên giới được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được tổ chức đồng bộ, hiệu quả. Nhân dân khu vực biên giới tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào bộ đội biên phòng, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đã hơn 20 năm nay, già làng Lục Văn Quý, người dân tộc Thái ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, thường xuyên tình nguyện cùng các con cháu của mình và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trung Lý băng rừng lội suối, phát quang đường biên, bảo vệ cột mốc. Mặc dù năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết đối với biên giới của ông thì vẫn như bao con suối ngàn chảy mãi không thôi. Không chỉ tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới, ông Quý còn thường xuyên tuyên truyền cho con cháu và dân bản nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu và luôn đề cao cảnh giác với các loại tội phạm. Tôi tham gia bảo vệ cột mốc hồi có đây cũng là gần 20 năm rồi. Thay bố tôi, bản thân tôi á, tôi luôn luôn xác định là trách nhiệm bảo vệ cột mốc là trách nhiệm cao cả, cả nước Việt Nam nói chung, mà riêng bản thân tôi á, tôi là có trách nhiệm để bảo vệ làm sao để giữ gìn, không để mất mát và không để xảy ra cái gì. Rồi trách nhiệm của tôi còn phải truyền cho con cháu nữa, phải làm tốt về mai sau, cái giữ đường biên giới cho nó tốt đẹp hơn. Nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận lòng dân khu vực biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn sáng tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiêu biểu như mô hình cán bộ tăng cường xã. Đến nay đã cử hơn 330 cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền các xã biên giới. Các cán bộ tăng cường đã phát huy tốt vai trò của mình. Nhiều đồng chí đã gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực vào việc củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, được Đảng bộ, chính quyền địa phương tín nhiệm, đánh giá cao. Có đồng chí nhiệm kỳ trước làm bí thư ở xã này, nhiệm kỳ sau làm bí thư ở xã bên. Có đồng chí đảm nhiệm cả chức vụ bí thư, chủ tịch xã, như Thượng tá Mê Văn Đạt, 3 nhiệm kỳ liên tiếp làm bí thư, trong đó 2 nhiệm kỳ làm bí thư, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, luôn nhận được niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân. Bên cạnh đó, chi đảng bộ các đồn biên phòng còn giới thiệu gần 1.500 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, thôn, bản và phân công hơn 7.000 đảng viên phụ trách hơn 34.000 hộ gia đình, trực tiếp tham gia lao động sản xuất, định hướng giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều thanh niên ưu tú vào đảng, góp phần xóa gần 600 thôn bản trắng về đảng viên. Kết quả đã đạt được trong 20 năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng. Từ đó là nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm cho các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân là chủ thể trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, lực lượng vũ trang là nòng cốt và biên phòng là chuyên trách. Mô hình bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc Chất ở bản Rào Tre, tỉnh Hà Tĩnh, dân tộc thiểu số Đan Lai, tỉnh Nghệ An, giúp dân tộc La Hủ, tỉnh Lai Châu định canh, định cư, ổn định cuộc sống. Chương trình Mái ấm biên cương, bò giống giúp người nghèo nơi biên giới hải đảo, đã tặng gần 25.000 con bò cho các hộ gia đình khó khăn.
tham mưu cho chính quyền địa phương chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Chương trình Thầy giáo quân hàm xanh nâng bước em tới trường đã hỗ trợ 500.000 đồng một tháng cho gần 3.000 học sinh Việt Nam và gần 200 học sinh nghèo nước bạn Lào và nước bạn Campuchia cho đến khi học hết lớp 12. Nhận đỡ đầu đón về đơn vị chăm sóc, nuôi ăn học hàng chục em và nhiều hoạt động thiết thực khác đạt kết quả tốt, góp phần giúp các em, những chủ nhân tương lai của miền biên giới xa xôi có điều kiện chắp cánh ước mơ, lập thân, lập nghiệp và đủ mạnh mẽ để tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước, làm cho người dân ngày càng tin tưởng hơn vào Đảng, Nhà nước, tích cực giúp đỡ Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Cấp ủy chính quyền ghi nhận và đánh giá rất cao cái vai trò của biên phòng và của lực lượng vũ trang đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình và gắn chặt với địa phương, gắn chặt với nhân dân. Cái anh bộ đội mà mang quân hàm xanh ấy, nằm trong cái lòng dân. Song song với đó, các đồn biên phòng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng các chương trình, dự án phát triển hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới, các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ thương mại, bảo đảm nhân dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài, yên tâm bám làng, bám bản, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận lòng dân khu vực biên giới luôn được coi là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang khu vực biên giới. Các cấp ủy, chỉ huy, bộ đội biên phòng thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp, hình thức xây dựng thế trận lòng dân phù hợp. Lấy trọng tâm là công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt công tác sơ tổng kết, tích cực nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng thế trận lòng dân khu vực biên giới. Bộ đội biên phòng đóng vai trò trung tâm và đặc biệt quan trọng trong duy trì luật pháp, duy trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta, nhưng đồng thời cũng duy trì cái hòa bình hữu nghị với là nước láng giềng. Và bên cạnh đó là cái biên phòng làm một cái việc rất quan trọng, đó là giúp nhân dân. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách. Mỗi người dân là cột mốc sống để bảo vệ biên giới, tạo nên bức tường thành vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Tập trung xây dựng địa bàn biên giới hải đảo ngày càng vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. 60 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp của dân tộc, quân đội, nhân dân, vượt qua bao gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của mình. Đó là giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ bám trụ vững vàng ở địa đầu Tổ quốc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.